Chúng ta cùng xem sản phẩm vòi rửa chén nóng lạnh Elox Sub 304 mã LT031 của Euroline, mã mới là LT013, vòi rửa chén nóng lạnh. Đây là đóng gói của sản phẩm. Trong sản phẩm bao giờ cũng đi kèm một phiếu bảo hành chính hãng của công ty cổ phần Euroline Việt Nam. Vòi, dây cấp và bát. Chúng ta cùng xem thân vòi. Thân vòi được thiết kế khá đặc biệt. Chúng ta có thể thấy, trước tiên là về phần đầu vòi. Đầu vòi có thể xoay 360 độ, đảo các chiều, rất là dễ dàng, tiện dụng. Ống quay có thể xoay 360 độ, dùng cho chậu, rửa chén, hai hộc. Đầu vòi được thiết kế tạo bọt chống văng bắn, tiết kiệm nước. Trên tay cầm của Euroline được in logo và ký hiệu nóng lạnh. Trên thân của sản phẩm được in logo tiêu chí sản xuất của Euroline. Trên thân vòi được dán một tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Quý khách có thể dùng các phần mềm QR code để check xuất xứ cũng như thông tin của sản phẩm. Đế được CNC rất là sắc nét. Đây là đầu dẫn cho hai đường cấp nước nóng và nước lạnh. Sản phẩm rất là đẹp, tiện dụng cho căn bếp. Đây là bộ hai dây cấp dài 60 cm. Đầu hai dây cấp và vòi được làm bằng inox Sub 304 với hai gioăng cao su tránh rò rỉ. Đầu bắt với đường chờ cũng làm từ inox Sub 304 với các gioăng cao su bên trong. Dây inox rất là mềm mại, dễ dàng lắp đặt. Tiếp đến là bát. Bát gắn của sản phẩm cũng được làm từ lớp inox Sub 304, dễ dàng lắp đặt cùng 3 gioăng cao su kèm theo. Chúng ta có thể thấy logo Sub 304 được dọc ở trên đây. Khác với các sản phẩm khác ở trên thị trường, sản phẩm của Euroline luôn luôn sản xuất theo đúng tiêu chuẩn chất lượng. Như các sản phẩm rẻ tiền ở trên thị trường thường được sử dụng là inox 201 hoặc giả 304. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cách để phân biệt thế nào là inox sản phẩm inox 304 và đâu là sản phẩm inox 201. Tôi có một lọ dung dịch để test. Nếu inox 304 thì sẽ ra màu sáng, còn các màu còn lại là không phải inox 304. Tôi sẽ test trực tiếp trên sản phẩm của Euroline đây. Đây, trước tiên tôi nhỏ một giọt nhỏ ở trên thân. Đó, sau đó tôi sẽ lau đi. Chúng ta sẽ thấy sản phẩm là màu xám. Vâng, màu xám. Đó là inox 304. Và trên tay tôi là một sản phẩm inox 201. Chúng ta có thể nhìn hai màu sắc tương đồng nhau, không khác nhau. Tôi sẽ nhỏ thử. Đây, chúng ta sẽ thấy chất liệu này đổi màu ngay lập tức. Dạ vâng.
đây là chất liệu màu đỏ, lầy lớp 2 là 1. Thông thường chúng ta hay có cách thử bằng lam châm, nhưng sản phẩm được đánh bóng có thể bị nhiễm từ, vì vậy vẫn có thể hút nam châm nhưng ở mức độ nhẹ. Vì vậy thử bằng chất liệu, thử bằng nam châm thì không phân biệt được chất liệu, không phân biệt chính xác được. Ở đây ta thử luôn cái bát của Euroline. Đây chúng ta thấy bát gắn của Euroline cũng là inox 304, hoàn toàn là 304. Đối với sản phẩm Euroline, chúng tôi luôn sản xuất theo tiêu chí đảm bảo chất lượng phù hợp giá thành đối với khách hàng. Vì vậy quý khách hãy yên tâm sử dụng sản phẩm của công ty cổ phần Euroline chúng tôi. Cảm ơn quý khách đã theo dõi video giới thiệu sản phẩm.